Đèn flash ở trên iOS 18 đã thay đổi cực lớn nha mọi người nhá. Bây giờ chúng ta không chỉ là chỉ bật cái đèn flash không mà chúng ta có thể là quay được góc rộng này hoặc là góc chiếu nhá. Ở đây thì mình sẽ bật cái đèn flash ở trên cái chiếc điện thoại iPhone 14 của mình đã lên iOS 18 cho mọi người xem nhá. Rồi, mọi người vẫn kéo cái phần trung tâm điều khiển xuống. Các bạn sẽ bật cho mình cái đèn flash nhá. Lúc này các bạn có thể là thay đổi được góc rộng của cái chiếc đèn flash của chúng ta nhá. Chúng ta sẽ kích vào đường tròn đường vành đây đó, mọi người nhìn thấy cái đèn flash của mình sẽ cho nó trụ vào một góc như này nhá, hoặc là mình sẽ cho nhỏ như này, mọi người có thể nhìn thấy nó biểu tượng ở ngay trên cái chiếc điện thoại của chúng ta. Đây mình cho ra góc rộng đây đó, và đây là góc hẹp này, và lúc này chúng ta hoàn toàn có thể là xoay độ sáng vẫn như vậy, chúng ta sẽ kéo lên kéo xuống đó, và chúng ta lại còn chỉnh được cả góc này nữa, rất chi là hay. Và lúc này tắt bật thì chúng ta vẫn ấn vào để chúng ta tắt bật thôi.